Kênh là TK Bonsai, xin kính chào quý cô chú anh chị. Và hôm nay kênh có đến nhà Mỹ Ngân review một số đồ gốm, sứ, đồ gỗ, đồ cũ nha bà con. Rồi, chào Mỹ Ngân, Mỹ Ngân ơi. Dạ, em xin thân ái mến chào quý cô chú anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc ha. Em là Ngân ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn. Hôm nay em có giao lưu một số mặt hàng bên kênh LTK Bonsai. Mong quý cô chú anh chị đang xem kênh ủng hộ nha quý cô chú anh chị. Đó, số điện thoại liên hệ của em là 0968877667. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa ha. Rồi, hôm nay em có về được một số đồ gỗ và đồ gốm nha cô chú anh chị mình. Đó, hôm nay em có về được một bộ bàn 3 món ha. Bộ này bộ đại nha cô chú anh chị mình, trường kỷ nha. Bộ này hàng thì tầm cũng vài chục năm rồi. Đó, hàng em có ướp đá ha. Đó, có cẳng đá rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị mình. Toàn bộ hàng của em, cái bộ này là người ta đục bằng tay ha, đục chạm bằng tay, rất là tinh tế luôn cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Dạ, toàn bộ là gỗ gõ. Hàng thì em bao quý cô chú anh chị mình là toàn bộ là lành lặn liền lạc ha, không có đắp giá chỗ nào. Rồi, em đo thông số cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Chiều dài của cái bàn ở đây là 164. Chiều dài của cái mặt ở trong là 145. Chiều ngang của cái bàn ở đây là 60. Chiều ngang của cái miếng ở trong là 40 nha quý bà con. Đó, cô chú anh chị nào xem không gõ không kỹ thì mình kết bạn qua Zalo giùm em để em chụp hình và quay phim cho cô chú anh chị mình gõ hơn ha. Chiều cao của cái bàn ở đây là 73 ha. Rồi, cái dìm ở đây là 24. Cái đố ở đây là 9,5 nha quý cô chú anh chị mình. Đó, mặt bộm chân móng ha. Hàng toàn bộ là đục tay, làm bằng tay nha cô chú anh chị mình. Hàng thì cũng tầm 3-40 năm rồi ha. Em đã chùi mới cho mình rồi ha. Đó, mình chỉ chùi dầu thôi ha. Dạ, cái này em chùi dầu rồi nó bóng như lắm. Cái này mình càng xài thì nó càng bóng ha. Thì hàng đã qua sử dụng cho nên không có tránh khỏi là mặt nó bị chày xước chút đỉnh nha quý cô chú anh chị mình. Đó, dạ, ở chánh giữa mình này là nguyên một miếng khói liền ha. Nó có bị một cái khuyết điểm nhỏ ngay chỗ cái chỗ gác chân ha, em sẽ chỉ cho bà con mình xem nha. Dạ, dạ, toàn bộ làm bằng thủ công hết cô chú anh chị mình. Đó, hàng là để nguyên sơ cho cô chú anh chị mình nhìn thấy cái văn gỗ của cây ha, rất là đẹp luôn. Nếu cô chú anh chị nào mà yêu thích cái sự đơn giản thì mình chốt cái bộ này ha, nhìn rất là sang trọng. Lỗi đâu nha? Dạ đây ạ. À, nó có bị một miếng lỗi ở đây nha cô chú anh chị mình, nhưng mà khi giao lưu thì em sẽ làm hoàn chỉnh lại giao cho cả cho cô chú anh chị mình ha. Đó, xước miếng nhỏ ha. Dạ, nó bị lỗi một chút nhỏ đây thì em sẽ làm lại cho mình liền lại luôn ha. Đó, đối diện thì nó giống nha. Dạ, rồi dở lên. Cô chú anh chị mình xem gõ giùm em ha. Mà hàng thì to cho nên nếu mà có quay cái nào mà không gõ thì cô chú anh chị mình kết bạn qua Zalo của em là 0968 877 667. Em sẽ quay trực tiếp cặn kẽ cho cô chú anh chị mình xem ha. Còn cô chú anh chị nào ở khu vực Cần Thơ, Ô Môn thì liên hệ với em qua nhà em để xem cho nó rõ hơn ha. Đó, cái hàng này thì nó cũng rất là giá trị cho nên nếu cô chú anh chị nào mà ở khu vực gần em thì nên lại nhà xem luôn ha. Dạ, rồi em giới thiệu cho cô chú anh chị mình cái ghế ha. Dạ, hai cái giống em đo đại diện một cái nha quý cô chú anh chị mình. Rồi, chiều dài của cái ghế ở đây là 198.
lọt lòng ở đây là 182 nha cô chú anh chị mình. Đó. Chiều ngang ga của cái ghế là 54 ha, khá là to rộng luôn cô chú anh chị mình có thể nằm nghỉ lưng giấc trưa ha. Rất là thoải mái nha. Chiều cao của cái ghế là 116. Chiều cao của cái tựa lưng ở đây là 68 nha cô chú anh chị mình. Đó, khá là rộng rãi thoải mái cho cô chú anh chị mình luôn. Ở phía trên này là người ta tiện những cái đầu con rồng ha. Ở hoa văn ở trong này người ta cũng làm những là tứ linh cho mình. Ủa, hai con rồng song long cho mình ha. Đó, tiện song long. Mình nhìn kỹ mới biết ha. Đó. Đầu rồng đó ha. Dạ, hai con rồng đây. Đục chạm hai con rồng rất là đẹp hết cô chú anh chị mình. Còn cái này người ta ốp đá tàu ha. Toàn bộ hàng này ghép mộng nha cô chú anh chị mình. Dạ, hai con rồng đục chạm tay cho cô chú anh chị mình rất là tinh tế ha. Ở bên đây là những cái hoa dãy hoa ha. Hoa dây đó. Dạ, hoa dây. Rất là đẹp nha. Cô chú anh chị mình xem rõ giùm em ha. Hàng thì em giao lưu của bà con sau thì em sẽ về giao lưu lại cô chú anh chị mình như vậy ha. Hàng sẽ tình trạng như thế nào thì em sẽ báo cho mình y như vậy ha. Thì bộ bàn này tầm 20-30 năm đổ lên nha cô chú anh chị mình. Đó, ở phía trên này người ta điêu khắc những cái đầu rồng rất là đẹp ha. Nhìn rất là sang trọng quý phái. Toàn bộ cái bộ bàn này toàn bộ là cây gỗ gõ nha cô chú anh chị mình. Nếu cô chú anh chị mình xem mà không phải gỗ gõ thì có thể là mình không có thể nhận, không nhận hàng cũng được nha cô chú anh chị mình. Đó, em giao lưu uy tín là lên hàng đầu ha cô chú anh chị mình, yên tâm khi giao lưu với em ha. Rồi cái tay ở đây là vị trí này là 7 phân rưỡi nha. Dạ, cái đố là 8 phân. Đó. Cái gì? Cái dìm ở đây là 24 ạ. Mặt bộm chân móng hả cô chú anh chị mình? 4 cái giống nhau. Dạ, 4 cái giống 4 nhau. Cái dạ. Này là toàn bộ đục tay hết. Dạ, toàn bộ là đục tay thủ công. Bộ này rất là sắc sảo hả cô chú anh chị mình. Dạ, trong cái quá trình mà em quay clip á, có nói điều chi mà sơ sót thì cũng rất mong quý cô chú anh chị mình thông cảm ha. Cô chú anh chị mình xem chi tiết giùm em ha. Toàn bộ cái bộ này là lành tích hơn 90% nha cô chú anh chị mình. Hàng thì là ghép mỏng hết luôn nha. Đó, rồi hai cái giống nhau em quay một cái đại diện hết cô chú anh chị mình. Đó, hôm nay là cái mã này là mã 1K dùm em nha. Giá em giao lưu với cô chú anh chị mình là 52 triệu, em bao phí ship toàn quốc hết cô chú anh chị. Nào ở gần khu vực em thì em sẽ giảm cho mình chi phí chút đỉnh ha. Đó, cái bộ bàn này nếu đi xa thì phí rất là cao nha bà con. Ở gần thì em sẽ giảm cho mình một chút đỉnh ha. Rồi, tiếp theo mã K2. Rồi, mã K2 em giới thiệu cô chú anh chị một bức tranh mã đáo thành công ha, cũng là gỗ gõ luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, gỗ gõ luôn. Dạ, cái này em cũng đã làm cho mình hoàn chỉnh lại rồi ha, khi giao lưu thì em cũng đã đánh bóng và BU lại cho mình rồi. Chiều cao của bức tranh ở vị trí này là 66. Chiều dài của bức tranh là 126. Lọt lòng là 98 nha cô chú anh chị mình. Chiều ngang lọt lòng của bức tranh là 39. Đó, hàng này cẳng ốc rất là đẹp hết cô chú anh chị mình, nhìn kỹ giùm em ha. Hàng thì không có lỗi lầm gì nha. Có lỗi lầm thì em sẽ báo cho cô chú anh chị mình biết rõ ha.
Đó, mã đáo thành công thì mình cũng đem lại sự may mắn cho gia chủ khi mình treo bức tranh này ha. Hàng thì cũng tầm 2-30 năm rồi cho nên ốc nó cũng đã ngả màu theo thời gian hết cô chú anh chị mình. Đó, toàn bộ cái khối cây này là gỗ gõ ha. Rồi em giao lưu mã 2K này với giá 6.3 triệu, em bao phí ship toàn quốc ha. Thì cái bức tranh này em cũng đã gia cố móc lại cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, về thì cô chú anh chị mình chỉ có việc treo lên thôi ha, em đã làm hoàn chỉnh rồi. Đó, có móc mới thôi. Dạ, móc mới toàn bộ ha. Rồi. Rồi mã số 3. Mã số 3 em giới thiệu cô chú anh chị mình một bức tranh tứ quý ha. Một bộ tranh tứ quý gồm có 4 tấm ha. Em đo đại diện một tấm nha cô chú anh chị mình. Chiều ngang của cái tấm này là 38 ha. Chiều dài của tấm này là 116. Lọt lòng của cái tấm tranh này là 20 ha. Chiều dài lọt lòng của tấm tranh này là 100. Đó. Tổng thể của 4 bức luôn nha, em đo cho cô chú anh chị mình dễ hình dung để mình tìm chỗ mình treo cho dễ ha. Chiều ngang của 4 bức tranh này là 153. Đó, tổng thể 4 tấm nha cô chú anh chị mình. Hàng thì cũng đã theo thời gian 5 tháng ha. Em cũng đã chùi mới đánh bóng lại cho cô chú anh chị mình ha. Đó, tranh là tranh tứ quý, ở phía trên này người ta cẩn bát tiên ha cô chú anh chị mình. Đó. Bà con có xem không gõ không kỹ thì mình kết bạn qua Zalo dùm em qua số điện thoại là 0968 877 668 ha. Hàng thì lành lặn liền lạc hết cô chú anh chị mình. Đó. Để cho cô chú anh chị mình xem hàng toàn bộ thì nó rất là đẹp ha. Nhìn rất là chắc chắn luôn. Rồi bộ này em giao lưu với giá là 8.4 triệu, em bao phí ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị mình ha. Rồi mã 4K, em giới thiệu cô chú anh chị mình một bộ tranh gồm có 2 tấm ha, Song Ngư Vọng Nguyệt nha cô chú anh chị mình. Rồi. Rồi chiều dài của bức tranh là 105. Chiều ngang qua là 30, em đo đại diện một tấm ha. Chiều ngang của hai miếng là 60 nha cô chú anh chị mình. Đó. Hàng này cũng gần đây thôi quý cô chú anh chị mình nha. Đó. Dạ, toàn bộ là gỗ gõ đỏ ha. Cẩn ốc xà cừ rất là đẹp ha cô chú anh chị mình. Rồi quay phía sau cho bao. Đó. Hàng thì em quay như thế nào sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình y như vậy ha. Cô chú anh chị mình xem gõ giùm em ha. Rồi quay lại. Rồi cái bộ này em xin giao lưu với giá là 3.6 triệu, em bao phí ship toàn quốc ha. Rồi mã 5K. Một bức tranh chữ phúc rất là to ha cô chú anh chị mình. Chiều dài của bức tranh là 66. Chiều ngang qua của bức tranh là 56 ha. Đó, chữ phúc cẩn ốc khá là đẹp luôn ha. Ốc 7 màu lên màu rất là đẹp. Em đo lọt lòng. Lọt lòng của cái miếng dán nguyên ở trong là 55. Chiều ngang là 46 nha cô chú anh chị mình. Đó. Bức tranh này rất là chắc chắn ha. Gỗ là gỗ gõ luôn nha. Đó. Em đã gia cố lại cho cô chú anh chị mình rất là chắc chắn ha. Đó. Rồi tấm tranh này em giao lưu với giá là 3.4 triệu, em bao phí ship toàn quốc. Rồi tiếp theo 6K em giới thiệu cô chú anh chị mình một bức tranh nói về cha mẹ ha. Đi khắp thế gian
Ủa, em coi coi. Nói về cha mẹ cô chú anh chị mình. Đó, câu đố thì em. Rồi, chiều dài của bức tranh là 55. Chiều ngang của bức tranh là 46 ha. Lọt lòng. Lọt lòng chiều dài là 38. Chiều ngang là 29. Là đỏ luôn nha. Dạ. Hàng này hàng cũ nha cô chú anh chị mình. Hàng này cẳng ốc lên màu rất là đẹp ha. Cô chú anh chị nào xem không rõ thì cứ liên hệ với em. Đó, cái ở phía sau em không có sơn ha, để nguyên sơ cho cô chú anh chị mình nhìn thấy cái văn gỗ ha. Đó. Rồi tấm tranh này em giao lưu với giá là 3 triệu, em bao phí ship toàn quốc. Rồi tiếp theo cũng là một tấm tranh chữ Phúc ha. Chiều dài của tranh là 57. Chiều ngang là 46. Lọt lòng là 48. Chiều ngang lọt lòng là 39 nha cô chú anh chị mình. Là đỏ ha. Dạ, cũng là gỗ gõ đỏ luôn. Hàng thì cũng gần đây thôi cô chú anh chị mình. Rồi tấm tranh này em giao lưu với giá là 2,6 triệu, em bao phí ship toàn quốc ha. Đó, hàng như hình nha cô chú anh chị mình xem gõ giùm em ha. Em quay như thế nào thì sẽ giao lưu cho cô chú anh chị mình y như vậy nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu cô chú anh chị một cái đôn 3 tầng ha. Chiều dài của đôn là 80. Chiều ngang qua của đôn là 86. Ở phía trên mặt đôn này là 33 ha. Ở mặt đá ở trong là 22. Đó, được ốp đá nha cô chú anh chị mình. Cái đôn này thì mình để gắt được nhiều đồ ha. Gỗ là gỗ lim nha quý bà con. Em siêu tầm được giá rẻ thì giao lưu với cô chú anh chị mình, giá cũng rất là mềm ha. Có một cái hộp cho cái hộp cho mình để đồ luôn. Đó. Rồi, cái này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 2,6 triệu, em bao phí ship toàn quốc ha. Cây là gỗ lim nha cô chú anh chị mình, hàng lành lặn liền lạc ha. Rồi, tiếp theo mã 9K em giới thiệu cô chú anh chị mình một cái khay trà. Hàng được cẳng tứ diện ha. Hàng này thì cũng gần đây thôi cô chú anh chị mình nha. Gỗ là gỗ gõ ha. Rồi chiều dài của cái khay là 35. Chiều ngang qua là 20 ha. Chiều dài là 12. Đó, được cẳng tứ diện luôn. Hàng thì hàng gần đây ha, em đã đánh bóng BU lại cho mình rồi ha. Hàng lành lặn liền lạc, không có bị sức mẻ chỗ nào ha. Đó, cô chú anh chị mình xem gõ giùm em giao lưu cái này với giá là 2,4 triệu, em bao phí ship toàn quốc ha. Rồi tiếp theo cũng là một cái khay gỗ gõ, nhưng mà cái này nó nhỏ hơn. Đó, cô chú anh chị mình thấy thích hợp cái nào thì giao lưu với em cái đó. Rồi cái này chiều ngang của khay là 25. Vuông 25 nha cô chú anh chị mình. Đó, cái này cũng cẳng tứ diện luôn. Ốc thì màu đỏ lửa rất là đẹp ha. Rồi cái khay mã 10 này em giao lưu với giá là 2,2 triệu, em bao phí ship toàn quốc ha. 2,2 triệu bao phí ship toàn quốc. Dạ, bụi em chưa có lau chùi kỹ ha. Rồi tiếp theo em về được một cặp đôn ha cô chú anh chị mình. Đó, cặp đôn giùm em mã 11K nha. Chiều dài của cái đôn là 53. Chiều ngang của mặt đôn là 27 ha. 27 vuông nha bà con. Đó, cô chú anh chị mình xem gõ giùm em. Đôn này cũng là gỗ gõ ha, rất là dày dặn luôn nha. Đó, hàng rất là dày dặn. Cái này em giao lưu được giá rẻ cho nên em giao lưu lại cô chú anh chị mình giá cũng rất là rẻ ha. 2,4 triệu em bao phí ship toàn quốc một cặp đôn bằng nhau nha bà con. Hàng này cũng gần đây thôi. Đó. Dạ, hai cặp đôn bằng nhau. Em đo đại diện một cái ha. Rồi. Mã này mã 11K, 2,4 triệu nha cô chú anh chị mình. Giá rất là mềm ha. Rồi tiếp theo giới thiệu cô chú anh chị mình một cái bát điếu ha.
Rồi bát điếu này hàng cũng gần đây nha cô chú anh chị, mình hàng toàn bộ là mình ốp đồng ha. Đó. Nó bọc đồng hết nha cô chú anh chị mình. Rồi cái bình là 17 ha, chiều cao bình là 17. Hoành bụng ở đây là 34 ha. Cái miệng của cái này là 21. Đó. Chiều cao là 15. Bộ gồm có 3 món nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng thì cũng gần đây thôi. Khi cô chú anh chị mình giao lưu thì em sẽ làm chùi kỹ giao cho cô chú anh chị mình nha. Đó thì bộ này em giao lưu với giá là 1,2 triệu, em bao phí ship toàn quốc ha, hàng lành tích nha cô chú anh chị mình. Đó. Mã giùm em là 12K ha. Rồi tiếp theo mã 13K em giới thiệu cô chú anh chị mình một cái căn ha. Cái căn này hàng cũng xưa rồi cô chú anh chị mình nha. Cái này về để mình trưng bày ha. Chiều cao của cái căn là 41 ha. Chiều ngang qua của căn là 32. Đó cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Hàng này em giao lưu sao thì sẽ về giao lưu lại cô chú anh chị mình vậy. Tình trạng căn thì về mình chỉ là trưng bày thôi ha, chứ em cũng không biết còn xài được không nữa. Về cô chú anh chị mình nghiên cứu giùm em nha. Cái căn này em giao lưu với giá là 800K, em bao phí ship toàn quốc ha. Đó nó còn 4 cục này nha cô chú anh chị mình. Đó. Về mình căn vàng cũng được nha bà con. Đó. Nhìn nó rất là cổ kính ha. Rồi mã giùm em 13 em giao lưu 800K. Rồi tiếp tục mã 14 em giới thiệu cô chú anh chị mình một cặp chóe ha. Hàng của bác chàng ha. Chiều cao của chóe là 59. Dòng bụng là 102. Đó. Hàng em bao cô chú anh chị mình là lành tích ha. Hàng thì cũng gần đây thôi. Đó. Đường kính miệng ở đây là 17 nha bà con. Hàng thì cũng gần đây thôi cô chú anh chị mình nha. Có sao thì em sẽ báo mình như vậy. Đó. Một cặp nó cân đối với nhau nha cô chú anh chị mình. Thì em đo thông số một cái thôi. Cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 2,8 triệu, em bao phí ship toàn quốc ha. Rồi tiếp tục mã 15K. Một cái củ tỏi ha cô chú anh chị mình. Hàng của bác chàng luôn. Tích là Khương Tử Nha nha cô chú anh chị mình. Đó, Khương Tử Nha ngồi câu cá ha. Chiều cao của bình là 60. Đường kính miệng bình là 21. Đường kính cổ là 41. Dòng bụng ở đây là 120. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em ha. Hàng rất là đẹp luôn. Hàng này cũng gần đây thôi nha bà con. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Hàng lành tích nha bà con. Đó, em bao cho mình là lành tích tới nhà ha. Rồi cái này em giao lưu với giá là 1,5 triệu. Em bao phí ship toàn quốc. Rồi tiếp theo một cái cặp bình tàu ha. Mã giùm em là 16K. Tích là chim hoa nha cô chú anh chị mình. Bình tàu này rất là nổi đẹp ha. Đó. Chiều cao của bình là 65. Đường kính miệng bình là 19. Cổ bình ở đây là 36. Dòng bụng là 100. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Hàng rất là tinh tế, rất là đẹp ha. Hàng này cũng gần đây thôi nha cô chú anh chị mình. Cặp bình này nó lành tích. Đó, cô chú anh chị mình xem gõ giùm em ha. Rồi cặp bình này em giao lưu với giá là 3,2 triệu, em bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo là một cặp bình hai da ha cô chú anh chị mình. Cặp bình hai da hàng của Tàu ha. Chiều cao của bình là 60.
Đường kính miệng bình là 21, cổ bình là 45, dòng bụng bình là 95 nha bà con. Đó, men hai da ha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Hàng thì toàn bộ là em bao cho mình là lành tích ha. Có vấn đề gì thì em sẽ báo cho bà con mình biết. Hàng thì cũng gần đây thôi. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Tích là uyên ương viên mãn ha cô chú anh chị mình. Đó, hai cái bình nó cân đối bằng nhau nha. Cô chú anh chị mình xem gõ giùm em ha. Rồi, cặp bình này em giao lưu với giá là 3,3 triệu, em bao phí ship toàn quốc ha. Rồi, tiếp theo em giới thiệu cô chú anh chị mình một cái bình hút lọc ha. Đó, bình hút lọc này vẽ tay, tích là sơn thủy ha cô chú anh chị mình. Chiều cao của cái bình hút lọc là 46, đường kính miệng là 9 ha. Dòng bụng là 115. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em á, hàng vẽ tay rất là tinh tế ha, rất là đẹp luôn. Đó, bình hút lọc thì mình trưng bày thì sẽ đem lại phong thủy tốt lành cho gia chủ nha quý cô chú anh chị mình. Đó, hàng thì cũng gần đây thôi. Em giao lưu giá này cũng rất là mềm ha, 1,7 triệu, em bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị mình. Rồi, tiếp theo giùm em một bộ trà bát tràng ha, gồm có 14 món ha. Dạ, không có dĩa nha cô chú anh chị mình. Rồi, em đo đại diện một, em đo một cái bình ở đây ha. Cái bộ dòng bụng bình ở đây là 39 ha. Đo hạo hạo thôi nghe cô chú anh chị mình. Chiều cao của cái bình ở đây là 12. Đó, hàng có mộc nha. Đây là cái dĩa lớn nè, em đo nha. 13 nha cô chú anh chị mình, đường kính là 13 ha. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Rồi cái miệng ly ở đây là 6 ha. Chiều cao của cái ly ở đây là 4 thôi. Còn cái dĩa này em đo đại diện một cái là 10 ha. Đó, một bộ này gồm có là 14 món nha. Em giao lưu giá cũng rất là mềm luôn, 800k bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi, mã này dùm em là mã 19 ha. Rồi tiếp tục mã 20 dùm em ha. Mã 20 cũng là một bộ bình ha. Bộ bình này cũng gồm có 14 món nha cô chú anh chị mình. Đó, cái bình này thì to hơn ha. Chiều cao của bình là 18. Dòng bụng bình ở đây là 41 ha. Đó, bà con xem kỹ giùm em nha. Hàng này cũng gần đây thôi. Em đo hạ một cái dĩa ở đây là 15 ha, đường kính dĩa ở đây là 15. Đường kính của cái ly ở đây là 6 ha cô chú anh chị mình. Chiều cao của cái ly là 5 ha. Cái dĩa để mình lót là cái là 9 nha, đường kính ở đây là 9. Rồi, cái bộ này em giao lưu với giá cũng 800k, em bao phí ship toàn quốc, mã 20 giùm em nha quý cô chú anh chị mình. Đó, cô chú anh chị mình xem không gõ không kỹ thì mình cứ kết bạn qua Zalo của em là 0968 877 667 nha cô chú anh chị mình. Rồi, em cũng chân thành cảm ơn quý bà con đã xem hết video của em ha. Em rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị gần xa ha. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.